Thời tiết hôm nay gió khá là nhiều quý anh chị. Hôm nay ảnh hưởng bão ha. Thành ra thời tiết gió, cảm giác ở đây nó là thời tiết nó lạnh luôn á quý anh chị. Buổi chiều nó se lạnh như Đà Lạt luôn á. Ngày hôm nay em đang có mặt tại thị trấn Kim Long á, thị trấn sắp hình thành nha. Của huyện Châu Đức, là thị trấn thứ hai của huyện Châu Đức của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha quý anh chị. Muốn review gửi đến quý anh chị cô chú một cái thửa đất vườn có diện tích là 1.000 m2. Ưu điểm là phủ hồng và nằm trên mặt tiền đường nhựa này ha quý anh chị. Đó, khu vực này thì người ta xây homestay nhà vườn cũng khá là nhiều. Đó, dưới này nó có dòng suối khá là đẹp ha quý anh chị. Đó, thì miếng đất ngày hôm nay của mình á, nó nằm trên mặt tiền đường nhựa này. Đường nhựa này khá là đẹp nha quý anh chị, khỏi phải chê về đường nhựa này. Đó, trước đất là có cống đồ đàng hoàng. Đó, rất là phù hợp cho quý anh chị cô chú nào mua để làm nhà vườn ha, cuối tuần về đây nghỉ dưỡng nó, hoặc là trồng cây trái rồi ha quý anh chị, hoặc là có thể đầu tư vị giá cũng khá là mềm nha. Đó, thửa đất ngày hôm nay trước mặt mình luôn ha quý anh chị. Rồi quý anh chị cô chú nào quan tâm thì vui lòng xem hết video này nha. Tôi là Hoàng Duy, tôi thích gì review chia sẻ tất cả bất động sản. Đây là sổ của mình ha quý anh chị. Thì mình thì sổ hồng riêng và sổ này đã được cấp đổi sổ mới rồi, nên có thể công chứng sang tên chuyển nhượng bình thường ha quý anh chị. Thửa đất số 98 tờ bản đồ số 54 ha. Địa chỉ là thuộc xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Diện tích là 1.039 m2, hình thức sử dụng riêng và mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm. Thời hạn sử dụng là đến năm 2043 ha. Thì đến cái thời hạn sử dụng này quý anh chị mang cái sổ đi gia hạn thêm cái mục đích sử dụng của mình ha. Còn đây là trích lục sơ đồ thửa đất của mình ha quý anh chị. Thì đất của mình tiếp giáp với mặt tiền đường nhựa đó của nhà nước ha, và đất xoay mặt về hướng tây bắc ha quý anh chị. Đây là thửa đất của mình ở trên bản đồ quy hoạch ha quý anh chị. Thì ngang á là mình có 14m ha, ngang 14m1, sâu vào là 75 hết ha. Hậu đằng sau của mình cũng là 14m1 luôn. Nói chung là vuông ván không top đầu cũng không top đít luôn nha quý anh chị. Đó. Phía trước là đường ha. Giờ mở quy hoạch lên thì đất mình á là quy hoạch phủ hồng, đất ở tại đô thị ha quý anh chị. Màu hồng này là màu hồng đô thị thị trấn Kim Long ha. Phía sau là quy hoạch đất trồng cây lâu năm. Đó, thì cái thửa đất này nên thì có thể thay đổi một chuyển đổi mục đích được nha quý anh chị. Đó, từ đất trồng cây lâu năm lên đất ở do có phủ hồng ha. Đây, quy hoạch của toàn khu này ha. Đó, gần mình thì có con đường nè. Một con đường cắt ha quý anh chị. Đất của mình thì hiện tại là chưa có ranh giới nha quý anh chị, do đường người ta mới làm lại nè, thành ra cái mốc ranh giới thì nó cũng chưa rõ ràng. Nên quý anh chị nào mua thì có thể về kêu chủ lại xác nhận lại với địa chính rồi đo đóng lại đàng hoàng ha. Thì như trên sổ thì ngang là mình có là 14m ha quý anh chị. Đó, ngang từ cái vị trí hàng rào này nè ha. Hàng rào này là mốc ranh giới ha quý anh chị, đổ qua kia là 14m, sâu vào là 75 và hậu đằng sau cũng là 14m luôn nha. Đó, diện tích là hơn 1.000 m2 một xíu ha. 14m là tầm khoảng tới này nha quý anh chị. Mép qua bên này. Đó. Đổ qua bên kia ha. Rồi, còn đây là vị trí thửa đất của mình ở trên Google vệ tinh nha quý anh chị. Đó. Đó, nhìn hình ảnh từ vệ tinh thì mình có cái nhìn tổng quan hơn ha. Thì khu vực của mình á thì chỗ đây là có nhà vườn nè quý anh chị ha. Đó, nhà vườn khu vực này. Đó. Nhà khu vực xung quanh này ha quý anh chị. Đó, đây là cái đường trục chính liên xã ra đường liên xã Xà Bang Năng Lớn ha quý anh chị. Đó, đường này là đường Xà Bang Năng Lớn ha, cách tầm khoảng là cây số mình ra tới trục đường liên xã này. Đường này đi về quốc lộ 56 cũng được ha. Đây là hồ Kim Long nè quý anh chị. Đó, đây là hồ Kim Long ha, mình ra hồ Kim Long cũng khá là gần, tầm khoảng cây ha chưa tới. Còn đây là đường Láng Lớn Kim Long ha quý anh chị. Cái trục đường này trục đường Kim Long Láng Lớn, cũng có thể ra quốc lộ 56 hoặc chạy thẳng là ra chợ Kim Long luôn nha quý anh chị. Đó, đây là vị trí của chợ Kim Long ha. Từ mình á mà ra chợ Kim Long đồ tầm khoảng là 6 cây số ha. Tầm khoảng là 6 cây số là mình ra chợ Kim Long ha. Từ vị trí thửa đất của mình á mà về thị trấn Ngãi Giao thì tầm khoảng là 9 cây. Đó là mình về thị trấn Ngãi Giao. Mình chạy thẳng quốc lộ 56. Thì về Ngãi Giao á là quý anh chị á đi đường băng quốc lộ 56B ở bên trong thì nó sẽ gần hơn ha quý anh chị. Là tầm khoảng là 9 cây nha. Đó, ở bên trong có một cái đường băng đường quốc lộ 56B.
Còn mình mà về thành phố Bà Rịa thì tầm khoảng là từ vị trí thửa đất của mình mà về thành phố Bà Rịa tầm khoảng là 25 cây số ha. Đó, 25 cây, về biển Vũng Tàu thì tầm khoảng là gần 50 cây ha. À, về bãi sau Vũng Tàu á quý vậy. Đó, từ vị trí thửa đất mình mà di chuyển ra quốc lộ 51 thuộc khu công nghiệp Mỹ Xuân ha quý vậy, thị xã Phú Mỹ thì ra quốc lộ 51 tầm khoảng 20 cây. Chạy thẳng quốc lộ 51 á về thành phố Biên Hòa thì tầm khoảng là 60 cây. Đó, là tới cổng 11. Còn không thì lên cao tốc về thành phố Hồ Chí Minh thì cũng tầm khoảng là 60 cây. Thì đi hết cao tốc thì là 60 cây nha quý anh chị. Đường xá thì khỏi phải chê rồi quý anh chị, đường nhựa ha, đường nhựa này hai xe ô tô né nhau thoải mái nha. Đường rất là rộng luôn, đường này nếu mà container nó có chạy là cũng ok luôn á. Đường khá là đẹp luôn, đường này là có tim vàng nữa, thành trục đường liên xã thôi. Đó. Khu này thì dân cư người ta cũng ở rải rác ha, càng đổ ra phía bên ngoài thì dân cư người ta ở càng đông ha quý anh chị. Khu này thì điện đài internet đồ đầy đủ, nước máy thì phía ngoài có rồi. Đó, bên trong này thì mình đăng ký thì người ta kéo vào nước máy vào tới nơi cho mình luôn nha quý anh chị. Đó. Còn dân cư nè, đối diện mình nè là nhà vườn nè, bên kia homestay. Ở dưới này nó có mấy dòng suối đẹp lắm quý anh chị, nó rất là đẹp nên thành ra rất là nhiều nhà vườn nó dọc dọc theo cái tuyến đường này ha. Đó. Cái tuyến đường này mình đổ ngược ra là mình sẽ đụng cái trục đường liên xã ha quý anh chị, cách tầm khoảng mấy trăm mét thôi. Mình cũng khá là gần với Hồ Kim Long nên không khí ở đây cũng khá là mát mẻ ha quý anh chị. Đó. Còn về đất thì đất của mình á thì nó cao hơn đường một xíu nha, cao hơn một xíu xíu thôi. Và nó bên trong thì nó bằng phẳng luôn. Đó. Bên trong nó cũng bằng bằng ha. Đó. Rồi bên trong đất thử ha quý anh chị, hiện tại thì đang trồng chuối. Nhổm lên. Nói chung là trên giữa mình hơi cao hơn một xíu. Về đây coi xe múc, xe múc á làm tầm khoảng là chưa tới 1 ca thôi quý anh chị, là đất bằng phẳng à. Nói chung là đất này thổ nhưỡng là đất đen. Khu vực này là đất đen ha. Rất là phù hợp để mình trồng dừa nè. Khu vực này trồng dừa là ok nè. Đen ha. Ở phía trước nó nhủi lên, phía trên là nó cao, phía trên giữa đất là nó cao hơn xíu ha. Rồi nó lại lại về phía đằng sau ha quý anh chị. Nên về mình có thể ban xe múc đó, từ phía trước ra phía sau, đẩy cái khúc đất trên giữa về phía sau cho nó bằng ha. Rồi, bây giờ mời quý anh chị cô chú mình cùng xem một đoạn flycam từ trên cao ha. Còn đây là những hình ảnh từ flycam ha. Thì hiện tại thì gió khá là nhiều nên em cũng không thể bay flycam lên cao được. Đó. Hôm nay trời ảnh hưởng bão nên khá là gió nha quý anh chị. Anh chỉ thấy được cái thấp thấp ở phía bên dưới thôi. Đất của mình thì đâm chuối trước mặt ha. Đó, hướng về đấy là dân cư ở cũng khá là đông đúc ở ngoài đó rồi nha quý anh chị. Bây giờ em sẽ di chuyển bằng xe máy ha, đi phía bên dưới cho quý anh chị tiện hình dung khu vực của mình như thế nào nhé. Đường nhựa của mình mới làm lại rất là đẹp luôn nha quý anh chị. Mình ra trục đường chính liên xã thì cũng khá là gần ha. Đó, trước mặt đã là trục đường liên xã rồi. Quẹo bên tay phải là mình về Hồ Kim Long, tay trái là mình ra về đường Xà Bang Láng Lớn ha. Đi hướng này là hướng về Xà Bang Láng Lớn ha quý anh chị. Và để không làm mất thời gian của quý anh chị cô chú thì em xin báo về giá ha. Thì chủ đang rao cái thửa đất này với cái giá là 1.300.000.000 ha quý anh chị. Thì quý anh chị cô chú nào mà quan tâm thì vui lòng liên hệ tới số điện thoại của em. Và cuối cùng em cũng xin kết thúc video tại đây. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị cô chú ở những video tiếp theo.